Để những con kiến bu quanh lấy nó, cắn lấy nó. Lúc đó nó nhảy ngược xuống sông trở lại cho con của nó ăn những con kiến đó. Trong trường hợp nó nằm trên cạn, những con kiến đông cắn đau và có những lúc nó chết ngay trên cạn. Nhưng cái chết không đến với nó liền mà nó chết từ từ, chết trong đau đớn. Vậy mượn hình ảnh cá chuối nói về ai, vấn đề gì các bạn? Mẹ, mẹ như thế nào với con trong trường hợp này? Hai từ, hy sinh. Cha mẹ suốt cả cuộc đời thương yêu, lo lắng, hy sinh tất cả vì con. Do đó bổn phận làm con chúng ta phải nhớ đến công ơn của cha mẹ. Và chuyên đề đạo đức sáng hôm nay đó là bài Biết ơn cha mẹ. Xin kính mời. Có một bài hát rất nổi tiếng ca ngợi về mẹ, đó là bài hát Lòng Mẹ. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Bài hát này do cố nhạc sĩ Y Vân sáng tác vào những năm cuối thập niên 1950. Lúc đó ông đang là một nhạc công. Ông chơi đàn cho một nhà hàng khá nổi tiếng ở Sài Gòn. Thời điểm này người ta có ban hành một cái lệnh gọi là luật giới nghiêm, là cấm tất cả mọi người, không ai được phép ra đường vào lúc 12 giờ khuya. Ai ra đường vào giờ này sẽ bị mời về đồn, xuất trình giấy tờ nêu lý do. Có giấy tờ có lý do chính đáng thì người ta sẽ thả, còn ngược lại là sẽ bị phạt. Vâng, các bạn hiểu luật giới nghiêm chưa? Và cũng trong thời điểm này, trong gia đình hiếm nhà nào có cái vòi nước. Mà không có cái vòi nước thì nước đâu sử dụng em? Ngoài đầu ngõ có một cái vòi nước duy nhất là vòi nước công cộng. Vòi nước này một ngày nó chảy 3 lần, sáng, chiều, tối. Mỗi lần nó chảy từ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Cho nên người dân ở đây phải ra đứng xếp hàng hứng nước. Ai đứng trước hứng trước và ai đứng sau hứng sau. Nhà của nhạc sĩ Y Vân cũng không có vòi nước này. Vì vậy một hôm mẹ của ông lấy cái thao quần áo của con mình ra đây ngồi giặt đồ. Nhưng vì ban ngày cái chỗ này người ta hứng nước làm sao à? Đông quá không có chỗ. Bà đợi buổi tối khi mọi người đi ngủ chỗ này vắng rồi, ngồi giặt đồ cho con. Mãi nê bà quên lúc đi giờ giới nghiêm. Thế là bà bị mời về đồn. Sáng ngày hôm sau nhạc sĩ Y Vân đi làm về. Hay tin tối qua mẹ mình như thế, cảm xúc dâng trào. Ông cho ra đời bài hát Lòng Mẹ. Thương con thao thức bao đêm trường, con bà yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Thương con khuya sớm bao tháng ngày, lặn lội gieo nan nuôi con đến ngày lớn khôn. Đó chính là hoàn cảnh ra đời bài hát Lòng Mẹ của cố nhạc sĩ Y Vân. Đây là thai nhi trong bụng mẹ. Mẹ mang mặn đẻ đau sinh ra con suốt 9 tháng 10 ngày. Trong thời gian này mẹ vô cùng vất vả và đau đớn vì phải mang thai con suốt khoảng thời gian dài. Lúc đầu thai nhi nhỏ như là một giọt sương trên lá. Dần dần thai nhi phát triển, đồng thời cơ thể của mẹ ngày càng đau hơn. Bởi vì khi thai nhi có tay có chân sẽ chồi sẽ đạp làm cho mẹ rất là đau đớn. Suốt khoảng thời gian dài mang thai con, đi, đứng, nằm, ngồi, mẹ phải nhẹ nhàng từ từ khoan thai, không dám làm mặn sợ ảnh hưởng đến con của mình. Các bạn hình dung thử xem, nếu chúng ta vác một cái ba lô nặng vài kg trên vai trong vài giờ đồng hồ thì mình cảm nhận cái sự mệt mỏi vất vả như thế nào. Trong khi đó trung bình một người mẹ sinh con phải nặng thêm từ 10 tới 12 kg. Suốt khoảng thời gian dài như thế, sự vất vả của mẹ còn gấp bao nhiêu lần. 9 tháng 10 ngày sau mẹ sinh ra con, một đứa trẻ vừa mới lọt lòng mẹ, một đứa trẻ vừa mới cất tiếng khóc chào đời. Tục ngữ có câu: đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Biển là gì à? Biển là sóng, nước, đại dương, phong ba, bão tố. Một con thuyền lên đên trên biển có thể bị nhấn chìm xuống dưới lòng đại dương bất cứ lúc nào. Qua đó cho thấy việc đi biển vô cùng nguy hiểm. Và mẹ sinh con nguy hiểm cũng giống như đi biển vậy. Nhưng sự nguy hiểm này chỉ một mình mẹ gánh chịu, không có người thứ hai chia sẻ. Cho nên người ta mới nói đàn bà đi biển mồ côi một mình. Ví như cái thai nằm đúng chiều đúng hướng sinh con ra dễ, mẹ đau ít. Nhưng vì lý do gì đó thai nhi nằm nghiêng nằm ngửa,
sinh con ra khó, mẹ đau đớn vô cùng. Và sự đau đớn này chỉ một mình mẹ gánh chịu mà thôi. Có trường hợp khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc mẹ vĩnh viễn ra đi. Nhưng em ơi, cái thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ là được làm mẹ. Vì vậy khi nghe tiếng khóc đầu tiên của con mình, mọi nguy hiểm đau đớn đối với mẹ không còn nữa, thay vào đó là một niềm hạnh phúc. À ơi, con khóc chào đời, vầng trăng tỏa sáng, cha cười mẹ vui. Sau khi sinh con xong, mẹ nuôi nấng chăm sóc ẵm bồng cho con. Bàn tay của mẹ nhẹ nhàng nâng gót chân hồng của con. Mẹ lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ và mẹ quạt nồng ấp lạnh cho con. Có những lúc con đi vệ sinh xong đó, mẹ lau chùi tắm rửa sạch sẽ cho con xong, mẹ đặt con qua chỗ khô, chỗ sạch con nằm. Còn chỗ con vừa vệ sinh xong, mẹ lau chùi dọn dẹp, chỗ đó còn ướt thì để dành cho mẹ nằm. Vì vậy người ta mới nói bên ướt mẹ nằm, bên gáo con lăn. Nguyên văn của câu này là gì ạ? Công cha ba năm tình thâm lai láng, nghĩa mẹ đậm đà chín tháng cương mang. Bên ướt mẹ nằm, bên gáo con lăn, biết lấy chi đền đáp khó khăn. Chúng mình lên non lấy đá xây lăng phụng thờ. Và những khi trái gió trở trời, con bị bệnh mẹ dẫn con đi khám bác sĩ. Bác sĩ cho thuốc uống về nhà con ngủ yên giấc mà mẹ chưa có yên lòng. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày mẹ thức đủ cả năm canh. Những ngôi sao thức ngoài kia chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con. Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. Em nhỏ này đội nón để chi à? Che nắng. Dưới ánh mắt của mọi người, con của mẹ có nón che nắng. Nhưng dưới ánh mắt của mẹ, cái nón này không đủ che nắng cho con tôi. Vì vậy mẹ nhường thêm nón của mẹ che cho con. Còn mẹ sẵn sàng chịu mưa, chịu nắng. Mẹ thương con vậy đó, còn cha thì sao? Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ ghi lòng con ơi. Tại sao người ta ví cha như núi, ví mẹ như nước mà người ta không ví ngược lại? Vì cái tình thương của cha dành cho con một cách uy nghi cao cả, cứng rắn như núi. Còn mẹ thương con một cách nhẹ nhàng, êm ái như chính dòng sữa của mẹ. Cha thì cầm cân nảy mực, một là một, hai là hai. Mẹ thì bỏ 9 là 10 thôi, tha cho con một lần. Mẹ thương con bằng dòng sữa ngọt, cha thương con bằng giọt mặn mồ hôi. Những lúc con bị bệnh, mẹ âu yếm chăm sóc. Cha dầm mưa dãi nắng, vất vả cực khổ kiếm tiền lo cho con. Cha phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mặt cha đối diện xuống đất, lưng cha đối diện lên trời. Ý nói vất vả quá. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kính công cha. Tảo tần sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn. Mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Và đây, một người mẹ, một người phụ nữ. Dưới trời nắng chang chang, đội nón lá tưới lại lúa hoa cho tôi, cầu mong có người mua. Em ơi, mẹ mua bán cực khổ nhưng phải nhầm trước ngó sau. Không khéo sẽ có những lúc bị phạt. Tội gì vậy? Tội mua bán lấn chiếm vỉa hè để kiếm tiền đóng tiền học cho con. Mẹ tôi bị phạt vì tội mua bán lấn chiếm vỉa hè để kiếm tiền đóng tiền học cho tôi. Nặng oằn cái gánh hàng rong trên vai, đi khắp đầu làng cuối xóm. Tầm tã trong mưa trong gió như thế này, tất cả vì ai? Tất cả vì con. Hôm nào bán đắt hàng về nhà con ăn ngon, mẹ ăn ngon. Hàng bán chậm là con ăn ngon, mẹ ăn dở. Mẹ phải ăn những phần con bỏ mướn. Có những tháng trời mưa
nhiên, ngày nào trời cũng mưa. Hàng bán chậm, mẹ phải đi vay đi mượn nợ của người khác. Vang nợ lắm khi trào nước mắt, chạy ăn từng bữa toát mồ hôi. Còn cha còn mẹ mà không cố gắng học, mai này lớn lên hối hận muộn màng rồi em. Cơm cha cơm mẹ đã từng, con đi làm mướn kiếm lưng cơm người. Cơm người khổ lắm mẹ ơi, chẳng như cơm mẹ con chỉ ngồi xuống ăn. Cơm cha cơm mẹ đã từng, con đi làm mướn kiếm lưng cơm người. Cơm người khổ lắm mẹ ơi, không giống như cơm của mẹ con chỉ ngồi xuống ăn. Thầy biết ngồi tại đây có những bạn học sinh gia đình khá giả hơn một chút, nhưng em ơi, tiền không phải trên trời rơi xuống. Khi sử dụng đồng tiền, có bao giờ các bạn nghĩ tại cơ quan hay công ty? Vì áp lực công việc nhiều quá, đôi khi bố mẹ chúng ta phải gục đầu bên bàn phím. Học sinh nghĩ đơn giản lắm. Ba mẹ em làm ở công ty văn phòng, có máy lạnh, không nắng, không mưa, không cực khổ. Không có nha. Áp lực công việc văn phòng đây, chứng từ, sổ sách, hồ sơ, email, các thứ. Và có những phụ huynh không chịu được áp lực, đột quỵ, tử vong ngay tại bàn làm việc của mình. Đó là chưa kể cái cảnh kinh tế thị trường đầy biến động trong mùa dịch Covid hiện nay, khó khăn chồng chất khó khăn. Buổi sáng, mẹ tranh thủ dậy sớm, nấu ít cơm, bỏ vào cặp lồng mang theo. Buổi trưa bố mẹ ăn cơm ở cơ quan như thế này, tiết kiệm tiền lo cho con. Buổi trưa bố mẹ ăn cơm chỉ biết no chứ không biết ngon, bởi vì quá mệt. Buổi trưa bố mẹ ăn cơm chỉ biết no chứ không biết ngon, bởi vì quá mệt. Rồi con lớn lên một chút phải lo cho con đi học. Con đi học bằng gì? Con đi học bằng mồ hôi của cha và nước mắt của mẹ. Nhớ, mỗi ngày đến trường là chúng ta đang học bằng mồ hôi của cha và nước mắt của mẹ. Con lên cấp 2. Thầy xin lỗi, góc cuối hơi ồn. Con lên cấp 2, cấp 3. Con tham gia vào những kỳ thi quan trọng. Ngồi trong phòng thi làm bài, con lo lắm ba ơi. Con sợ lắm mẹ ơi. Không biết đề thi ra đề gì dễ hay khó. Không biết kỳ thi này con làm bài được hay không, con vượt qua được hay không. Con tưởng mình con lo thôi hay sao? Con lo một, ba mẹ lo gấp 10, gấp trăm ngàn lần con. Con ngồi trong phòng thi làm bài, cha mẹ ngồi trước cổng trường lót dép chờ tin con. Đây, trời nắng phụ huynh lót dép trước cổng trường thi. Trời mưa tầm tã đón đợi con về. Chiều tan trường đón về. Con ơi, hôm nay đi thi làm bài được không? Dạ được. Được thì sao? Vui, mừng, mọi cực khổ tan biến hết. Còn ngược lại, con làm bài không được thì sao? Con làm bài không được, con có như thế nào thì con vẫn là con của mẹ. Con làm bài không được, con có như thế nào thì con vẫn là con của ba. Con ngồi trong phòng thi, con lấy giấy, lấy viết, lấy thước, con vẽ lên tương lai của con. Ba mẹ ngồi trước cổng trường, lấy nắng, lấy mưa, lấy vất vả, cực khổ, vẽ lên ước mơ cho con đó. Và thời giờ như mũi tên bay, hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm. Đến một lúc mẹ già, mẹ yếu, mẹ có những sợi tóc bạc như thế này. Bà mẹ nào cũng sẽ có hai màu tóc, màu đen cho con, còn màu trắng cho mình. Nhớ nha em. Bà mẹ nào cũng sẽ có hai màu tóc, màu đen cho con, còn màu trắng cho mình. Con cò là tượng trưng cho hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam nói chung và người mẹ nói riêng. Một hôm có người đến hỏi cò: cò ơi, cò làm, cò để nuôi ai mà áo cò rách mà vai cò mòn? Thiếp làm, thiếp để nuôi con, áo rách mặc áo, vai mòn mặc vai. Cánh cò cổng nắng cổng mưa, mẹ tôi cổng cả bốn mùa gió sương. Không cực khổ hình như không là mẹ, người mẹ muôn đời luôn gắn với khổ đau. Trên đời
đời này cái gì cũng có hai thứ trở lên. Chúng ta có thể có hai người bạn, hai căn nhà, hai chiếc xe, hay nhiều hơn. Nhưng cha và mẹ chỉ có một mà thôi. Nếu mai này mẹ hiền có mất đi, như cánh hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như bàn đứt dây. Bàn đứt dây người ta còn nói cha mẹ mất rồi biết kiếm ở đâu. Bàn đứt dây người ta còn nói cha mẹ mất rồi biết kiếm ở đâu. Tình cha ấm áp như bờ Thái Dương.
giữa cuộc sống cơm áo gạo tiền, giữa áp lực học hành thi cử, làm chúng ta sống nhanh sống vội, quên mất đi những giá trị gần gũi thiêng liêng. Hôm nay sống chậm lại một chút, nghĩ về mẹ, về cha. Cho đến khi thấy người khác mang đôi dép của ông chỉ vài mươi ngàn thôi, ấy
vậy mà thủ khoa 29x5 Đại học Y Hà Nội. Và đây là hình ảnh ba cha con đứng trước cái cống. Vẫn là cái áo sờn vai của cha, vẫn là đôi dép tổ ong của mẹ. Phía sau cái cống này là những dãy nhà cao tầng. Những dãy nhà này cao cao lắm, cao như tương lai của con và cao như ước mơ của cha. Bạn học sinh nữ lớp 12, cuối năm nhà trường làm lễ tốt nghiệp, mặc áo, đội nón, cầm tấm bằng loại giỏi, chạy nhanh về nhà khoe với cha. Cha bạn ấy bát sữa xe đạp tại một làng quê nghèo của tỉnh Tiền Giang. Người cha vô cùng hạnh phúc trước trang phục sự trưởng thành của con gái trong ngày lễ tốt nghiệp. Một bạn nam cũng mặc áo, cũng đội nón, cũng cầm tấm bằng chạy về khoe luôn. Nhưng mà mới dọc đường là gặp cha mình liền à, bởi vì ba bạn ấy đi bán vé số dọc đường. Cảm ơn ba từng tấm vé số nắng mưa nuôi con ăn học nên người. Bạn nữ kia chạy ra ngoài đồng, cảm ơn mẹ chăn vịt, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nuôi chị em con, mẹ chăn vịt ngoài đồng. Bạn nam kia gia đình khá giả hơn chút, chạy đến phòng mạch của ba. Ba ơi, con tốt nghiệp 12, con sẽ vào trường y, noi gương theo ba, yêu thương, chăm sóc bệnh nhân. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Ba mẹ ơi, con là học sinh cấp 2. Ba mẹ ơi, con đang là học sinh cấp 2. Tụi con sẽ vào cao đẳng, vào đại học, ra trường, con đi làm báo hiếu ba mẹ nhiều hơn. Ba mẹ giữ sức khỏe chờ con ba mẹ nha. Ba mẹ ơi, con học sinh cấp 3 rồi, con ý thức học tập, con không ham chơi nữa đâu. Con đi làm có điều kiện báo hiếu ba mẹ nhiều hơn. Ba mẹ ơi, giữ sức khỏe chờ con ba mẹ nha. Mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho ba mẹ sống đời với con. Mỗi đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Mỗi mùa xuân sang là mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang là ngày tôi xa mẹ càng gần. Vì vậy bổn phận làm con phải cố gắng thành công nhanh hơn sự già đi của cha mẹ. Nhớ nha, bổn phận làm con phải cố gắng thành công nhanh hơn sự già đi của cha mẹ. Bây giờ thầy có một yêu cầu nhỏ thôi, các bạn chụp tự như thế này nha, và nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, dành thời gian 3 phút nghĩ về cha, về mẹ của mình. Bạn nào ồn sẽ có lỗi với bố mẹ của mình sáng hôm nay, chỉ 3 phút thôi. Vâng, 3 phút xin bắt đầu. Hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, để tâm của mình nghĩ về mẹ, về cha. Thank you.
20 phút ngắn ngủi của tiết học cũng lần lượt trôi qua. Còn động lại trong chúng ta là những cảm xúc khác nhau về con cha nghĩ mẹ. Và bây giờ, xin được lắng nghe tiếng nói của những người con. Các bạn đừng cười gì hết nha, thầy mời một vài bạn. Con gái thầy mời con lên đây với thầy. Xúc động, bởi vì
thầy là một người con không còn mẹ. Và các bạn đang rất là may mắn. Vì vậy hãy trân trọng những gì mình đang có. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em. Trái tim mẹ đã quá nhiều thương tích. Chớ một lần mắt mẹ phải thêm bao. Trái tim mẹ đã quá nhiều thương tích. Chớ một lần mắt mẹ phải thêm bao. Bạn nữ thương quá lên đây với thầy con gái. Vui vẻ, hạnh phúc và dạng sự như ý. Nên bữa nay tặng hàng có hoa.